Lâm Hoàng Phượng xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân thương đã trở lại kênh Cuộc Sống Việt ở Colorado cùng với chuyên viên đại úc Lâm Hoàng Phượng. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2021. Quý vị ơi, trước khi bước vào cái đề tài ngày hôm nay, Lâm Hoàng Phượng rất mong quý vị nào, nếu đây là lần đầu tiên quý vị xem kênh này, xin quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Lâm Hoàng Phượng upload có những video mới nha quý vị. Thì quý vị ơi, quý vị xem cái kênh này mà cái chương trình, cái video này, cái đề tài này, nếu mà quý vị nào thích thì xin hãy nhấn nút like, nút thích và đừng quên để comment, để ý kiến của quý vị để chúng ta cùng bình luận để Lâm Phượng tiếp tục làm video cho một ngày một càng tiến bộ nha quý vị. Thì cái đề tài ngày hôm nay Lâm Phượng xin được chia sẻ đó là một cái đề tài rất là thông dụng như hàng ngày luôn quý vị, đối với cái ngành bất động sản, đó là làm thế nào để cái người chuyên viên địa ốc bất động sản nhận được tiền hoa hồng. How do I get paid? Mình Lan Phượng được trả tiền công như thế nào, còn gọi là commission nha quý vị. Quý vị cũng biết rồi, nếu quý vị nào đã từng bán nhà, mua nhà với Lan Phượng thì cũng biết cái giá ở tiểu bang Colorado, nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung, cái giá cắm bản bán nhà bắt đầu từ cái tiền hoa hồng là 2.8%, có nghĩa là quý vị bán nhà trị giá 100.000, tiền hoa hồng 2.8% nhân cho 100 nó ra con số 2.800 cho cái người listing agent, dịch ra tiếng Việt là người đứng ra cắm bản bán nhà cho quý vị. Và quý vị còn trả 2.8% cho cái người buyer's agent, cái người đại diện cho người mua qua mua nhà mình. Tổng cộng là 5.6 là cái giá Lâm Hoàng Phượng thường thấy trên thị trường ở Colorado và thị trường nước Mỹ nha quý vị. Và cái giá đó không phải là một cái luật, cho nên Lâm Phượng nó không phải là một cái luật, có nghĩa là quý vị có thể thương lượng. Có rất là nhiều trường hợp, rất nhiều mỗi trường hợp mỗi khác, mỗi người. Thí dụ như quý vị bán cái nhà đó xong, quý vị có ý định mua một căn nhà khác nữa, quý vị gọi cho Lâm Phượng, cô Phượng ơi, tôi muốn bán nhà, đồng thời sau khi bán cái nhà này tôi sẽ mua một cái nhà khác nữa, và cô Phượng là người đại diện cho cả hai căn nhà, thì lúc đó cái giá mà Lâm Hoàng Phượng cấm bản bán nhà thì cái giá nó sẽ hạ thấp xuống, nó khác. Tại vì cái lý do là Lâm Phượng nhận được cái tiền commission, tiền hoa hồng đứng bán nhà rồi, Lâm Phượng còn nhận được cái tiền hoa hồng mà đi mua nhà nữa, thì có thể là cái giá là thương lượng như quý vị. Mà không chỉ của Lâm Phượng có thể thương lượng, Lâm Phượng nghĩ là tất cả những người chuyên viên địa ốc mà làm đại diện cho hai bên đều có thể được thương lượng giá cả, quý vị có thể được thương lượng giá cả với họ. Nói chung là làm cái nghề này là phải làm full service. Nếu quý vị nào mà chỉ muốn đi cắm bán bản nhà thôi, không có muốn nhiều service, có nghĩa là không muốn open house. Không muốn open house là thế nào? Open house là có nghĩa là cái người cắm bản bán nhà phải lại mở cái cửa cho người ta vô coi tự do, thí dụ như thứ sáu bảy nhật từ 9 giờ cho tới 2 giờ để cho những người hàng xóm, những người đi bộ, những người mà nhìn trên mạng thấy cái nhà của quý vị, không cần phải coi được ốc, họ vô xem nhà mình open house, có nghĩa cái người đó phải có mặt tại đó, cái người cấm bản bán nhà phải có mặt tại đó. Và làm những mà như là chụp hình nhà đăng tải trên mạng rồi rải truyền đơn, rất là nhiều chi phí clean up nhà này kia, thì có đó là kêu bằng full service. Còn cũng có rất là nhiều người họ list với cái giá rất là rẻ, thì họ chỉ cắm bản thôi, họ không không có cần làm gì hết. Cái đó là xảy ra rất là nhiều vào cái tháng 1 với tới tháng 6 vừa qua, tại vì cấm bản bán nhà là có người mua liền, cái thị trường nó rất là sốt, cho nên không có cần là open house, thì cái chi phí địa ốc, cái chi phí mà commission nó rẻ hơn nha quý vị. Quý vị ơi,
full service nha quý vị. Nếu mà quý vị nào cần đến Lâm Hoàng Phượng, Lâm Hoàng Phượng làm full time, làm chỉ làm một cái nghề bất động sản thôi. Xin quý vị hãy liên lạc với Lâm Hoàng Phượng ở số 720-327-2500 hoặc ở số 720-927-6789. Như thường lệ, Lâm Hoàng Phượng xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn thân thương vào những chương trình kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Bye bye.